Hương Thơ xin đại diện cho ban giám đốc, các bác sĩ và các nhân viên của Bệnh viện Memorial Care Orange Coast cũng như tổ hợp Memorial Care Medical Group với cam kết luôn luôn cải tiến để mang đến sự chăm sóc hoàn hảo nhất cho cộng đồng Việt Nam. Trước thềm năm mới, năm Giáp Thìn, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia quyến vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Thu Nga, điều phối viên bệnh nhân Việt Nam tại Bệnh viện Orange Coast kính chúc quý vị và gia đình một năm mới đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Xuân Trầm, y tá chuyên khoa ung thư, xin kính chúc quý vị năm mới, gia đình an vui, con cháu học hành tấn tới. Chúc mừng năm mới!